Nguyễn Hải, chương trình Cắm Hoa Nghệ Thuật xin được thân ái trở lại cùng quý vị. Thưa quý vị, đề tài của chúng ta ngày hôm nay, đố quý vị biết là chúng ta sẽ làm gì đây? Đó, quý vị thấy vừa trong cái phần đầu quý vị trông thấy cái hoa hồng màu đỏ đó, thì ai cũng nghĩ là hoa đỏ là tượng trưng cho tình yêu, phải không ạ? Chúng ta sẽ cắm đề tài là Happy Valentine hay là Mừng Ngày Tình Nhân. Thưa quý vị, Mừng Ngày Tình Nhân là tiếng Việt và tiếng Anh là Happy Valentine. Thì như đã giới thiệu cùng quý vị, những cái nhánh dương sỉ này nó đặc biệt là quý vị mùa lạnh đó thì quý vị đi vườn đâu có thấy, và Nguyễn Hải đã để dành. Quý vị biết những ngày đông giá đó, nào là đi ra chùm chăn rồi lấy nón lá che rồi lấy dù che đủ hết để dành để mang lên show cống hiến cho quý vị đây. Đây là lá dương sỉ, chúng ta có thêm một những cái lá phụ này chúng ta để khi nào cần che những khoảng trống. Cái hoa hồng này đó, ngày xưa ở Việt Nam đó, cái thời mà Nguyễn Hải lớn lên đó, mọi người rất là yêu thích nó, phải gọi nó là cái màu Brigitte. Màu hồng Brigitte tức là lấy tên của cái cô Brigitte Bardot đó, cố thích đánh son cái màu này cho nên mới đặt cho nó là cái màu hồng Brigitte. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái filler trắng này để chúng ta kèm vô, là vì chúng ta có con thiên nga trắng đó quý vị, thì cái filler trắng nó cũng có thích hợp với con thiên nga, cái đôi thiên nga của chúng ta ở đây. Và thiên nga nó trung thủy lắm quý vị, cho nên thường thường người ta hay dùng con thiên nga để làm cái biểu tượng cho tình yêu cũng như là sự trung thủy. Vì vậy Happy Valentine cũng trong tinh thần đó xin được đặt đôi thiên nga ở đây. Ngoài ra quý vị trông thấy cái bình hoa này nó lạ hơn mọi lần, phải không ạ? Thưa quý vị, đây là một cái gọi là cái loại tác phẩm quê hương của người Việt chúng ta, mang từ Việt Nam sang, mà quý vị bây giờ có thể tìm thấy được tất cả những cái chợ Á Đông. Nó bằng sơn mài đó thưa quý vị, chứ không phải bằng thủy tinh, cho nên nó nhẹ lắm. Rồi chúng ta có cái web foam này quý vị, chúng ta để là hai tầng, một cái tầng thấp đó thì nó bằng cái miệng bình cho đôi thiên nga nó nằm. Cái tầng cao hơn lát nữa đây để chúng ta sẽ đặt cái trái tim làm bằng cái lá dương sỉ. Còn cái phần chung quanh ngày hôm nay nó khác với mọi khi, là Nguyễn Hải không có ràng cái tép vô nữa, mà Nguyễn Hải sẽ đổ những cái viên sỏi như thế này đây quý vị. Nó đầm lại, nó giữ và nó cũng có thể chúng ta thấy nó cũng xinh xắn giống như một cái hồ nước vậy đó. Thì bây giờ mời quý vị cùng với Nguyễn Hải bắt đầu chúng ta lo cái phần đầu tiên. Đó là chúng ta sẽ kết hai cái lá dương sỉ quý vị nhé. Đây là cái lá dương sỉ nó dài như thế này. Quý vị cố gắng chúng ta kết làm sao đó để cho cái kích thước nó không có được to hơn cái bình này, mà đồng thời nó nổi con thiên nga của chúng ta lên nữa. Thì chúng ta sẽ dùng cái lá này chúng ta vòng nó lại để nó thành hình trái tim. Đó, thì bây giờ Nguyễn Hải sẽ bắt đầu với cái phần đầu tiên. Nguyễn Hải sẽ cắm sâu nó xuống. Đây là một nửa nè quý vị. Rồi sau đó thì Nguyễn Hải làm tiếp một nửa còn lại. Mà quý vị nhớ cho cái sóng nó vào trong, chứ đừng quay ra ngoài như thế này. Cái sóng của cái lá nó vào trong như thế này thì lát nữa khi mà chúng ta bẻ đó, nó mới có thể nó đứng vào cùng với nhau được. Khi mà nó xòe ra như vậy rồi đó quý vị, quý vị chỉ có việc làm cái việc còn lại. Thì đây là chúng ta đã có một cái hình trái tim rất là dễ thương bằng cái lá dương sỉ rồi đó quý vị. Và sau cùng đó thì Nguyễn Hải sẽ dùng cái kẽm nhỏ màu xanh lá cây, Nguyễn Hải sẽ thắt ở giữa lại thì nó sẽ đứng yên như vậy, nó không có nhúc nhích. Và sau khi mà chúng ta thắt cái phần ở giữa rồi đó quý vị, thì Nguyễn Hải đề nghị cái cành đầu tiên đó, để cho nó không có bị trỗi lên đó, chúng ta sẽ dùng một cái cành hồng đầu tiên và chúng ta sẽ đặt nó ở giữa như thế này đây. Chúng ta cũng sẽ lấy cho nó cái chiều cao, nó chỉ độ chừng gấp đôi cái bình thôi, đừng có cao quá. Cao quá nó sẽ làm mất đẹp cái vòng hình trái tim. Quý vị nhớ là quý vị đặt cho cái cành hồng nó ở giữa nha quý vị. Nó sẽ ở giữa hai cái cành dương sỉ này. Rồi khi mà chúng ta đặt cái cành hồng rồi đó quý vị, thì quý vị mới đặt cái lá dương sỉ nó vào trong cái cành hồng như thế này đây. Và rồi chúng ta một lần nữa dùng cái kẽm nhỏ này để mà giữ cho nó nằm ở ngang cái chạc của cái cành hoa hồng này. Một chút tỉ mỉ thôi quý vị, cũng không có lâu gì hết. Thì bây giờ chúng ta có cái trái tim rồi quý vị. Đó. Và cái cành hoa hồng đầu tiên như vậy. Đó, thì sau đó chúng ta sẽ lần lượt làm những cái cành hồng còn lại ở hai bên thì sẽ rất đẹp. Con thiên nga cũng như mọi khi Nguyễn Hải nhắc quý vị nhấn nó xuống một chút. Nếu mà quý vị có dự định mang nó đi ra ngoài chơi đó, hay mang đi đâu đó, thì quý vị nhấn xuống, rồi quý vị lấy cái dao quý vị khoét để cho nó không có chạy đi đâu hết.
Còn trong cái chương trình của Nguyễn Hải ngày hôm nay biểu diễn cho quý vị coi, và Nguyễn Hải không có dự định mang nó đi đâu, thì Nguyễn Hải chỉ đặt nó lên như vậy thôi, thì hai con thiên nga nó sẽ nằm trâu hai cái ngực nó vào như thế này. Đó. Nguyễn Hải thấy là ở đây là chúng ta cần phải có một nhóm lá ở đây rồi. Cho nên bây giờ Nguyễn Hải sẽ dùng những cái lá chuẩn bị hồi nãy đó, Nguyễn Hải sẽ đặt nó vô đó. Nhất là những cái chân của cái hoa hồng cũng như là cái chân của cái lá dương xỉ, nên có một số lá chúng ta đặt nó vô. Vâng, đây. Bốn lá đầu tiên ở dưới chân của cành hoa hồng đầu tiên và ở dưới chân của lá dương xỉ. Sau đó thì chúng ta cũng không quên phía sau cho nó, là vì cái chúng ta có thể nhìn được từ hai phía, cho nên Nguyễn Hải cũng đặt thêm lá. Khi chúng ta xong cái phần lá rồi đó thì kế tiếp chúng ta lại phải lo đến cái phần hoa hồng quý vị. Ở mặt trước của hai con thiên nga đó thì quý vị nên để một cái hoa hồng thật là to, cái nào to nhất quý vị để ở mặt trước cho nó. Quý vị đừng có lo cắt là cái hoa nó chết nha quý vị, tại vì cái hoa mà quý vị cắt ngắn đó, nó sẽ sống lâu hơn những cái hoa mà quý vị để cành dài đó. Như vậy thì chúng ta không có thấy nhiều cái ức của con thiên nga, nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái đầu của nó, và chúng ta nhớ là để chừa ra hai bên này, đừng có che chỗ này. Kế tiếp đó là chúng ta sẽ có cái cành hoa hồng mà đứng gần cái cành hoa hồng đầu tiên đó quý vị. Chúng ta sẽ cho nó bằng 2/3 cái cành đó thôi. Cái này thì nó lại trở lại cái nguyên tắc mọi khi chúng ta vẫn cắm. Đây là cành hoa hồng thứ nhì, đứng gần cái cành hoa hồng đầu tiên. Đó là cái nhóm đầu tiên. Rồi bây giờ Nguyễn Hải sẽ cho đến cái nhóm thứ nhì. Nguyễn Hải cũng sẽ làm hai cành như vậy. Và cái cành nụ thì sẽ cho lên trên, và cái cành nở thì nó ở thấp hơn. Vâng, thưa quý vị, đây là cái nhóm hoa thứ nhì của chúng ta vừa xong. Bây giờ đến cái nhóm hoa thứ ba đó, là nó sẽ ở phía bên này. Như vậy thì quý vị thấy là chúng ta có tổng cộng ba nhóm hoa. Cái nhóm đầu tiên đó là hai cành cao nhất ở giữa để chúng ta giữ cái lá dương xỉ lại để cho nó thắt được trở lại thành hình trái tim. Thứ nhì đó là phía bên này của cái bình hoa, và nhóm thứ ba là ở phía bên này bình hoa. Bây giờ đến cái phần kế tiếp mà Nguyễn Hải và quý vị cần phải nghĩ đến, đó là những cái filler, và quý vị cũng cố gắng đừng có cho nhiều hoa quá, nó sẽ làm cho mất đẹp cái tác phẩm này của chúng ta. Cái đẹp thứ nhất của nó là cái màu rực rỡ của hoa, và cái đẹp thứ nhì đó là cái nổi bật lên cái màu của con thiên nga khi mà nó ở gần những cái hoa như thế này đây quý vị. Và sau đó thì bây giờ cái phần kế tiếp của chúng ta là Nguyễn Hải nghĩ chúng ta không nên bỏ lá thêm, mà chỉ cho những cái filler vào thôi quý vị, thì chúng ta sắp sửa xong. Nếu mà quý vị nào mà khéo tay thì có thể cắm cái tác phẩm này để tặng cho người yêu của mình. Phải có ai đâu, nhưng mà Nguyễn Hải mong rằng là ngay cả bạn bè, những người mà thương quý nhau đó, thì chúng ta cũng có thể cắm những cái tác phẩm xinh xắn này, chúng ta tặng cho những người bạn mà chúng ta yêu quý. Phía trước của con thiên nga là tại vì nó có cái web foam đó, thành thử ra chúng ta cũng cố gắng chúng ta che để không có che hết con thiên nga, nhưng mà chúng ta che cái web foam á để cho nó không có bị trống ở đây. Mặc dù vậy chứ quý vị cứ ngắm thử xem, nó cũng không có kém cái phần xinh xắn đâu quý vị, mặc dù là chúng ta cũng để kèm vào với nó. Để Nguyễn Hải quay để quý vị ngó ở phía đằng sau, hoàn toàn nó sẽ không có bị ảnh hưởng gì vào cái mặt trước của chúng ta. Mà đồng thời nếu quý vị ngắm ở phía sau nó cũng xinh xắn. Đó là cái mặt sau đó quý vị. Thì chúng ta để một số lá như vậy, và lát nữa đây chúng ta che hết bằng cái filler. Đó là mặt trước đó quý vị. Bây giờ để Nguyễn Hải quay từ từ để quý vị cùng ngắm. Thưa quý vị, đây là mặt trước của chúng ta, của tác phẩm Happy Valentine. Và đây là mặt sau của nó. Rất là xinh, phải không ạ? Thì quý vị mua một dozen rose
mà quý vị có thể làm được một cái tác phẩm như thế này. Nếu mà quý vị đi order thì không biết người ta có chịu làm cho mình hay không. Cho nên mình làm lấy thì là vừa ý lắm, phải không ạ? Đây là phía sau, phía bên hông thì như thế này đây. Và mặt trước thì như thế này đây. Vâng, phía bên hông của nó bên này cũng thế. Tức là quý vị nhìn cái khía cạnh nào nó cũng xinh hết. Nó đẹp là nhờ có hai con thiên nga. Và nó đẹp là nhờ cái màu hoa nó nổi, phải không ạ? Nhân mùa Valentine, Nguyễn Hải xin thân chúc tất cả quý vị Happy Valentine, một mùa Valentine thật là hạnh phúc bên người yêu của mình, cũng như những giây phút tuyệt vời, hạnh phúc, vui vẻ bên những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thành công với tác phẩm Happy Valentine ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.